Hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố năm 2024, tham dự có ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an và các báo cáo viên của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia báo cáo các chuyên đề về khái quát tình hình khủng bố trong và ngoài nước, nguy cơ khủng bố đối với Việt Nam và một số giải pháp quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố một số tình huống khủng bố có thể xảy ra và xử lý ban đầu nhận diện một số hóa chất dược liệu nổ trong các vụ án qua đó giúp cho các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng chống khủng bố nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước về công tác này nắm sâu hơn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động phần tử khủng bố và bổ sung thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế để phục vụ công tác trong thời gian tới